Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cây cọ ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng quả cọ ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cọ lùn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu cam nha. Mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu cam nhé. Sau màu cam mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nhé. Bây giờ mình xỏ màu đỏ nhé mọi người. Mọi người ơi, màu đỏ của mình này, màu đỏ của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là màu đỏ của mình nha. Bây giờ sẽ đến màu vàng nha. Đến màu vàng nha mọi người. Mọi người ơi, đến màu vàng nha. Tiếp tục là mình làm màu xanh nha mọi người. Mọi người mình làm màu xanh này. Bây giờ mình làm màu xanh nha mọi người. Giờ mình xỏ màu tím nha. Bây giờ mình xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xỏ màu tím. Sau màu tím mình sẽ xỏ màu xanh nõn nha. Bây giờ mình xỏ màu xanh nõn nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh nõn.
sáu màu của mình này mọi người. Mọi người, đây là sáu màu của mình, sáu màu của mình đây nha. Tiếp tục là mình xỏ màu hồng nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng. Mọi người, mình xỏ màu hồng nha. Sáu màu của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha mọi người. Mọi người, mình xỏ hạt chữ nha. Giờ mình xỏ hạt chữ nha mọi người. Mình kết vòng nha mọi người. Mọi người, mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha.